Kính chào bà con. Hôm nay thì thấy có dịp để chia sẻ với bà con về cái áp khí ethylene đó, thì hôm nay cũng có đại diện công ty Vườn Xanh Tốt là anh Dũng. Anh Dũng đã đến đây để mà khảo sát cũng như là tư vấn cái kỹ thuật. Thì ngày hôm nay thế cũng có cạo mủ á, có cạo mủ, và đầu tiên thì thế cũng chia sẻ cái lượng mủ. Hồi tối này thế vào lô là 2 giờ để mà cạo, thì sáng khoảng là gần 6 giờ xong. Thì đầu tiên là chia sẻ cái kết quả về cái mủ mà thế cạo sau khi mà áp khí. Sau đó thì anh Dũng, đại diện công ty Vườn Xanh Tốt, sẽ tư vấn cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thêm. Và sau cùng là thấy cũng chia sẻ đến bà con những cái, nếu mà bà con có nhu cầu mua về cái sản phẩm này á, thì hiện giờ thấy cũng đã được là làm cái đại lý của công ty Vườn Xanh Tốt á. Thì nếu bà con ở khu vực Bình Phước cũng như đặc biệt là khu vực Chân Thành Bình Phước á, bà con có nhu cầu á, thì hãy liên hệ đến Thế. Số điện thoại của Thế là 0932 755 618 ha. Bây giờ đầu tiên là mời bà con tham quan cái lượng mủ thấy đã cạo ngày hôm nay như thế nào nha. Rồi. Đây như là cái cây này là thấy cạo lúc 2 giờ thấy vào trong lô á. Thì cạo là cái hàng này là cạo trước, và bà con thấy là mủ coi như là cạo sớm và trời mát, và bây giờ là cái cây này là nó đầy tô. Đa số là đầy tô hết đó bà con, đầy tô hết và nó vẫn còn chảy. Và theo như thế cũng đã áp khí được khoảng mười mấy ngày rồi đó, là cũng chia sẻ với kinh nghiệm với bà con đó, là cái sau khi mà gắn cái bộ áp khí vô cây á, thì 2 ngày sau khui ra là đầy tô, hoặc là những cái cây mà nó sung sức á là nó cho tô rưỡi 2 tô, tức là đầy tô hết. Và sau cái lần đó là mình cạo cái dao thứ hai nha bà con, là mủ nó vẫn giống như là nó được thông miệng luôn bà con, và nó không có bị tuột mủ, nó giữ cái mức vậy. Và đến cái giai đoạn này thấy cạo cũng khoảng là như cái cây này là cạo cũng khoảng 4 5 dao rồi, 4 5 dao rồi, nhưng mà bà con thấy là nó chưa có bơm khí vô nhưng mà mủ nó vẫn nhiều. Và với cái tốc độ chạy chạy như vậy nữa thì chiều nay là nó vẫn chạy tới chiều, có khi là sáng mai vô lô trở lại thì nó vẫn còn còn nhiễu nha bà con, tức là nó cho sản lượng rất là vừa ý đối với những cái vườn mà đang cạo hành lý. Thì cái vườn này là vườn Thế mua để mà cạo mủ hành lý ha. Thế áp dụng cái rất là thành công cái phương pháp này, và ngày hôm nay Thế chia sẻ với bà con. Thì đây là cái cây đại diện, rồi Thế cũng chia sẻ thêm một vài cây nữa như những cây này đó. Cây này mủ cũng rất là nhiều hả bà con, và nó còn đang chảy. Bà con thấy cái đường mủ nè, đường mủ bà con dòm ha, là nó còn rất là tươi và nó chảy hoài luôn á. Đường mủ này chảy tới chiều và nó vẫn còn chảy nha đó. Rồi tiếp theo mấy cây trên đây nữa. Đây có cái cây này thấy rất là thích cho bà con. Cái cây này là mủ nó rất là kẹo. Nói chung là mình áp khí á, mặc dù áp khí nhưng mà bà con thấy là cái độ nó rất là cao nha. Thì bây giờ mình thử là mình biết liền, mình dò đó, mình dò mà nó bón lợ liền á là độ cao hết bà con đó. Rồi thì đó là Thế cũng quay chia sẻ một vài cái cây mà Thế áp khí cho bà con xem. Bây giờ thì Thế cũng giới thiệu với bà con có anh Dũng, đại diện công ty Vườn Xanh Tốt ở đây. Anh Dũng chào bà con, anh Dũng. Vâng, chào bà con. Thì bây giờ là em sẽ chia sẻ về cái vấn đề kỹ thuật là mình khai thác là trên cái cây cao su mà mình xác định thanh lý trong vòng một thời gian ngắn đấy, làm sao cho nó hiệu quả nhất. Và bây giờ em sẽ vào chi tiết này. Thì ấy, đối với những cái cây cao su mà mình xác định làm thanh lý rồi ấy, là mình mở miệng là mình không có giới hạn cái miệng, là mình cứ mở miệng là trên cái cây này là mở chỗ nào cũng được.
miễn sao là mình cạo ấy là nó thuận tiện nhất là được rồi. Thì mình đóng áp khí ấy, thì mình đóng ở giữa thân cây như này cũng được này, và mình đóng ở đâu trên cái thân cây này cũng được. Là mình yêu cầu là mình phải chọn được cái vùng da là nó phẳng nhất, vùng da là nó chưa bị gọi là nứt nứt vỏ, chưa bị chết ấy, thì là mình mới được phép mình đóng cái bộ áp khí này vào và mình bơm khí. Và cái liều khí của cái cây mà mình xác định thanh lý này ấy là mình không giới hạn, là cứ bơm lần đầy bịch này cũng được, không vấn đề gì hết. Và tốt nhất ấy, thì mình làm theo kiểu như này, thì mình đóng hai bộ áp khí trên một cái cây như này, chẳng hạn một bộ vào đây nhá, một bộ vào đây để cho nó lại đánh loãng mủ ở khu vực này ra, thì làm một bộ vào ở gần cái khu vực mà mình cạo như này, dưới miệng cạo như này là nó nhanh nhất. Còn làm như anh Thế như này là nó hơi bị chậm, nó không được nhanh mấy, nó mất cả tầm cỡ một tháng đi là nó mới cho một cái sản lượng tối đa. Thì đối với những cái cây thanh lý như thế này ấy, thì mình lấy cái kiểu gì cũng được đó. Thì là mình lấy xem nào, những cây này ấy thích mở miệng ở đâu cũng được và đục lên trên cũng được. Khi mà mình đóng một cái áp khí vào như thế này này, ở trên này ấy là mình cạo dưới này, thấy cái sản lượng mủ nó ít quá thì mình đục hẳn lên trên kia đi đó. Còn đặc biệt nhá, đối với những cái cây nào mà không thanh lý, mình xác định lấy lâu dài là mình không được lấy cái theo một cái công thức như này, mà không được cạo y như này, là mình phải giới hạn cái miệng cạo và tìm được cái vùng da tuyến mủ của nó mạnh. Vâng, thì tình hình là kỹ thuật là nó là như thế thôi đối với cây thanh lý nha. Còn đối với những cây khác là không 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 áp dụng này được đâu nhá. Dạ. Thì đó là anh Dũng từ nãy giờ anh cũng chia sẻ với bà con đó, đó là áp dụng cho cây thanh lý ha. Còn những cái cây mà mình nhà vườn và mình cạo và lâu năm thì có những cái kỹ thuật khác. Còn đây là hôm nay Thế chia sẻ thực tế, cái đây là áp dụng cho cái cây thanh lý nha bà con. Rồi sau cùng thì Thế cũng rất là vui mừng để công ty cũng đã ủy quyền cho Thế là làm đại lý của công ty ở khu vực tỉnh Bình Phước, cụ thể là ở Trơn Thành. Nếu bà con có nhu cầu mà muốn mua cái bộ áp khí này đó thì ở khu vực Bình Phước hay là cụ thể là ở Trơn Thành ha, thì bà con liên hệ với Thế qua số điện thoại là 0932 755 618. Thì Thế đã được là đại lý của công ty Vườn Xanh Tốt. Rồi sau cùng thì không biết anh Dũng có nhắn nhủ gì đến Thế cũng như bà con để mà có những cái thêm cái kiến thức hoặc là cái kinh nghiệm nữa không anh Dũng? Vâng, thì bà con ấy thì muốn tìm hiểu về kỹ thuật áp khí này trên tất cả các dòng cây ấy, thì hãy liên hệ với anh Thế hoặc là liên hệ với bên em, thì là em sẽ hỗ trợ toàn diện về cái vấn đề là kỹ thuật khai thác mủ. Vâng. Dạ. Rồi. Rồi thì nhân cái video ngày hôm nay Thế cũng chia sẻ thêm một cái số kinh nghiệm mà Thế đã áp dụng để cho bà con mà có mua cái sản phẩm này, bà con có kinh nghiệm đó là mặc dù bà con áp khí nhưng mà bà con cũng lâu lâu á là cứ khi mà mưa nó ướt đất á, bà con rải cho nó ít diêm ha, ít diêm để cho nó duy trì được cái lượng mủ và cũng như độ mủ. Rồi thứ hai nữa là mặc dù là áp phía dưới nhưng mà cái tác dụng nó sẽ lên tới miệng đục ở phía trên luôn nha bà con. Mấy video bữa trước Thế có chia sẻ là Thế là leo lên tuốt lên phía trên để mà gắn, nhưng mà bây giờ bà con khỏi cần là phải leo lên phía trên. Bà con cứ muốn cạo phía trên mà có mủ mà bà con áp phía dưới và lựa cái chỗ nào mà nó có da nguyên sinh ha, là nó giữ khí được lâu đó. Rồi và cái giai đoạn mà cái vườn này á, thì bây giờ lá nó còn non, khi mà nó vào cái thời điểm mà vào vụ chính cũng như là những cái tháng mà nó cho mủ nhiều á, thì cái cách mà áp khí để mà khai thác cái này nó còn phát huy được các cái hiệu quả hơn nữa, tức là nó cho mủ nước nhiều và cũng như là cho mủ chén là rất là nhiều luôn á bà con. Thì Thế có đôi điều nhắn nhủ như vậy. Thì em cũng cảm ơn anh Dũng đã đến đây chia sẻ những cái kinh nghiệm cho em cũng như là bà con được biết. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Rồi video đến đây thì
cũng quá dài rồi. Thế cũng xin phép kết thúc và hẹn gặp lại bà con ở những video kế tiếp. Thế sẽ tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm ở cái vườn này vào những cái ngày tiếp theo nữa cho bà con được tham quan tiếp theo ha. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều và xin chào.